Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản thuộc xã Tân Bình, thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây là một cái căn nhà vườn view sông nha cô chú anh chị. À, cái view cực kỳ thoáng mát luôn. Thì diện tích trên giấy tờ là 1.846 m² nha cô chú anh chị. Thì trên đất á, thì gồm có một căn nhà cấp 4 cũng như là một số cây ăn trái nha. À, cũng đơn giản thôi. Vị trí thì cực kỳ đẹp luôn. View là phía trước là một cái con kênh Nhân Xuyên nha. Xung quanh thì đầy đủ tiện nghi, trạm y tế, trường học, ủy ban vân vân nha cô chú anh chị. Trên màn hình cô chú anh chị, đây là đường vào đất nè. À, đường là xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 8 tấn là Vivu. Cách trường học trường trung học cơ sở chỉ có mấy chục mét thôi nha cô chú anh chị. Đó, tầm khoảng 50 m. Rồi đây là cái căn nhà vườn đây. Thì căn nhà vườn này á, là một cái căn nhà cấp 4 được xây kiên cố nha. Bên hông này á, có một cái căn nhà mát luôn nha cô chú anh chị, được làm mái lá nè. Đó, các trụ thì làm xi măng. À, thì bên hông á, là lộ nhựa 8 tấn nha. Đó, là cập nhật vào luôn. Đó, phía trước là view sông nha cô chú anh chị. Con sông này con sông Nhân Xuyên nha. Con sông này cũng rất là lớn nha. Đó, tầm khoảng 70 m nha cô chú anh chị. Lô đất này được hai mặt tiền nha. À, một mặt tiền á, là con lộ đó. À, con lộ đó thì lộ nhựa nha cô chú anh chị. À, thì cái hướng phong thủy của cái thửa đất này á, hướng của con lộ là hướng đông bắc nha, còn hướng view sông là hướng tây bắc cho cô chú anh chị. Thì diện tích là 1.846 m², trong đó có 395 m² là đất thổ nha cô chú anh chị. À, còn lại là đất vườn nha. À, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. À, một căn nhà vườn nè, có một số cây ăn trái như là cây mít nè, cây xoài, cây sari. Thì mít thì rất là nhiều. Em chỉ quay sơ sơ bên ngoài thôi. Căn nhà này được xây kiên cố, được xây thô nha. Thì về cô chú anh chị có thể sửa chữa lại theo yêu thích của mình nha. Có thể dán hoặc là tô màu gì thì cô chú anh chị tự phối màu vô, mình sửa chữa lại. Thì các trụ móc giáp ranh á, đều có hẳn hồi hết rồi nha cô chú anh chị. Thì ngang qua em đo trên máy á, là được khoảng 49 m mặt tiền view sông nha. Và cái cạnh bên hông á, là được khoảng 47 m nha cô chú anh chị. Đó, đất cực kỳ đẹp luôn, 47 m nhân vô 49 nha. À, xin lỗi nha, 49 m nhân vô 47 nha cô chú anh chị. Thì kiểm tra trong sổ thì sau khi trừ lộ giới á, thì view xong á, có nghĩa là từ ngay con lộ đó đã trừ lộ giới thì còn khoảng 39 m nha cô chú anh chị, 38-39 m. Còn cái hậu lô đất á, còn hậu lô đất là 48-6 m nha. Thì nếu em đo trên máy thì đất này đã dư nha, lý do là em đo nó hơi trùm qua lộ giới hơi một tí nha. Đất rất là đẹp nha cô chú anh chị, có căn nhà hẳn hồi luôn. À, có cây mít đang cho trái luôn nha cô chú anh chị. Đây là ở mé bên hông nè. Bên hông này thì có một số cây mít nè. Đó. Đó, có cái trụ đồ đó. Bên hông, mé bên bờ trên đó là chủ của ranh bên kia nha. Đó. Cái con sông Nhân Xuyên này cũng rất là lớn nha cô chú chị. Em xin nhắc lại, sông này nó rộng khoảng 70 m nha. Do vị trí này là ngay chỗ ủy ban nhân dân xã luôn. Đó, đây cái trụ nè. Trụ ngay chỗ cắm ngay chỗ ống nước nha cô chú anh chị. Ở mé này đây có cây cà na nha. Đó. Con kênh rất là rộng luôn. Một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho cô chú anh chị xem. Và cũng sẽ bay live cam cho cô chú anh chị xem tham khảo cái khu vực này nha. View cực kỳ đẹp luôn. Nhìn trên cao á, là sản phẩm này quá VIP luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể sở hữu sản phẩm này, mình làm bờ kè đâu đó. Đó, mình đổ đất vô hay là mình đào ao nuôi cá ở phía sau, làm đường thoát nước đi vào nuôi cá cũng rất là tiện lợi nha. Đó, khu vực này thì cô chú anh chị làm nhà vườn ở để nghỉ dưỡng là cuối tuần rất là ok nha. Thì cách lộ DT839 chỉ có 240 m thôi nha cô chú anh chị. Cách quốc lộ N2 là khoảng 6 km nha. Cách trung tâm Thạnh Hóa, chợ Thạnh Hóa tầm khoảng 11 km. Cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 ha là khoảng 18 km nha. Cô chú anh chị ở khu vực Đức Hòa thì mình về tầm khoảng 37 km nha. Đối với cô chú anh chị giáp ranh của Đức Hòa mà Sài Gòn á, là tầm khoảng 43 km nha cô chú anh chị. Hàng này là quá đỉnh, quá VIP nha.
Lâu lâu thì mấy khi chủ nhà bán một cái sản phẩm bất động sản view đẹp như thế này nha. Xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 8 tấn là tới đất luôn. Hàng quá địch nha. Đối với cô chú anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì mình về dòng hơi xa hơn tí, tầm khoảng 50 km nha cô chú anh chị. Đây đó, xa xa đó là trạm y tế màu xanh xanh đó, đó. Cũng sát bên luôn, cách khoảng 70 m thôi đó. Trường học khoảng 50 m thôi nha cô chú anh chị. Ủy ban sát bên luôn đó. Đây là cái view em đứng trên lộ quay xuống nha. Hàng này là quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu. Thì em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Thì lô đất này tổng diện tích trên giấy tờ thể hiện là 1.846 m². Em đo trên máy thì cảm thấy nó hơi dư, nó khoảng hơn 2.000 m², lý do là em đo nó, có lẽ nó trùng vô cái lộ giới nha. Đây là cái trụ móc giáp ranh nha cô chú anh chị. Đo trên máy kiểm tra thấy thì khoảng 49 m, mặt tiền view sông chạy thẳng dài vô là khoảng 47-48 m, thì tầm khoảng đó nha. Nhưng trên thực tế em kiểm tra trên giấy tờ là mặt tiền view sông đã sau khi trừ lộ giới là khoảng được 38 m nha. Chạy thẳng dài vô cũng là khoảng 48,6 m nha cô chú anh chị. Thì đây là cái con đường của cái nhà kế bên đi vào đất nha, kế bên cặp hông á. Thì chủ nhà cho mượn đường này để đi đó. Là cái con đường này là thuộc đất của mình luôn nha cô chú anh chị. Thì cái ranh nó cặp ngay cái hàng khóm này nha. Thì có cái trụ hẳn hồi hết luôn. Thì ở trong vị trí này đây cũng có một cái trụ móc giáp ranh để tạo cái miếng đất vuông vức nha. Ngay chỗ hàng mai này nè cô chú anh chị. Để em phóng to ra cho cô chú anh chị xem cái trụ nha. Đây cái trụ móc giáp ranh nè. Đó, nhìn xuyên ngay chỗ vị trí tay em chỉ á, đó là cái trụ ranh nha. Thì nó lấy vuông vức luôn nha cô chú anh chị đó. Thì cái hàng mai này á, nó hơi nằm qua bên đất mình nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể về á, chủ nhà sẽ bàn giao ranh, mình có thể làm hàng rào á, tùy theo mình thôi. Cô chú anh chị có thể cho chủ nhà này đi nữa hay không là tùy mình thôi nha cô chú anh chị. Nó thuộc quyền trong quản lý của mình nha cô chú anh chị. Đó, con đường này là ngày xưa là chủ nhà cho mượn đường đi nha. Đó, có trụ hẳn hồi hết luôn. Cô chú anh chị có thể làm một cái ao ngay vị trí này nha. Đó, dòng ra cái đường thoát nước á, mình đào cái ao mình lên nền tí nữa là sản phẩm này view quá đẹp luôn nha. Đó, điện nước thì đầy đủ, an ninh thì cô chú anh chị khỏi lo rồi. Đó, từ Sài Gòn em xin nhắc lại nha, Nguyễn Văn Linh về là 50 km nha, Đức Hòa về khoảng 37 km. Đối với cô chú anh chị khu vực Sài Gòn mà giáp ranh Đức Hòa về khoảng 43 km, đi rất là gần luôn, đi chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi. Giá bán chính chủ của sản phẩm này thì luôn nhà nè, một số cây ăn trái trên đất á, có đất thì tổng diện tích là 1.846 m², trong đó có 395 m thổ. Thì chủ kêu giá bán là 2.6 tỷ nha cô chú anh chị. 2 tỷ 6 trong một sản phẩm căn nhà hẳn hồi luôn. Cuối tuần cô chú anh chị về được một cái căn nhà view xong, về cô chú anh chị sửa chữa lại, làm hàng rào lại, làm bờ kè lại ha. Mình trồng một số cây ăn trái khủng vô nữa là cực kỳ VIP luôn nha cô chú anh chị. Đây là cái từ vị trí em sẽ bay cái con livecam cái khu vực này cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Đó, trên đất thì có một số cây ăn trái như là mít, là xoài nè. Đó, căn nhà cấp 4 được cây xây kiên cố nè. Kế bên thì có một số nhà dân rồi đó. Đó, từ trên cao nhìn xuống nha. Đó, độ cao này tầm khoảng 70 m nha cô chú anh chị. Từ trên cao nhìn xuống view rất là đẹp nha. Ở ngay góc luôn. Đó, đây là một cái lô góc luôn á, kế bên có cái ao đó. Đó, có một số ghe tàu rồi đó đậu phía trước nè, nhìn view rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái màu xanh xanh đó là trạm y tế đó, cách sát bên luôn nha cô chú anh chị, cách có mấy chục mét thôi nha. Cô chú anh chị có thể ở khu vực này dân cư thì đông đúc nha. Đây là cái giáp ranh tiếng dân cư luôn nha cô chú anh chị. Đây là em báo kích thước, là em đo trên máy nha.
mặt tiền thì tầm khoảng 49m, chạy thẳng giày vô là 47 nha. Còn thực tế nó mặt tiền nó chỉ khoảng 38m đó, đã sau khi trừ lộ giới nha. Đất này là đảm bảo cô chú anh chị luôn đó, nếu tính luôn lộ giới thì nó dư nha. Còn đất thực tế thì trên sổ là 1846m², trong đó có 395m thổ nha. Đây là bay độ cao tầm khoảng 250m nha cô chú anh chị đó. Em quét nguyên cái tuyến dân cư của thị xã Thân Bình cho cô chú anh chị xem luôn. View cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây là cái trường học cấp 2 nha cô chú anh chị đó, rất gần luôn, trạm y tế sát bên luôn nha. Còn đây là ủy ban nhân dân xã nè, cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Lô đất này em xin nhắc lại nha, là một cái căn nhà vườn đó, view sông ha đó, nằm giáp ranh tuyến dân cư xã Thượng Bình nha cô chú anh chị. Diện tích trên giấy tờ là 1846m² ha. Cô chú anh chị về mình làm cái căn nhà vườn đó, sửa chữa lại ha đó, xe hơi từ Sài Gòn mình về đó, cuối tuần đó, đào ao nuôi cá là quá ok luôn nha đó, view rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là em quét toàn cảnh cái khu vực này nha đó, đây là cái con lộ DT 839 nha cô chú anh chị đó, hướng là DT 839 được về huyện Đức Huệ nha cô chú anh chị đó, mình có thể về Đức Huệ Đồng Bốn rồi đó. Thì khu vực này á thì dân cư thì đông đúc ha, đa phần thì khu vực này đất thì canh tác nông nghiệp, trồng lúa nè hoặc là trồng tràm ha. Đó, bán thì khu vực này người dân thì có bán một số như là cháo, bán một số tạp hóa đồ đó, cũng đơn giản thôi. Đó, mình có thể đi chợ chợ Tân Lập chẳng hạn, hoặc là mình chạy lâu lâu mình đi chợ Thạnh Hóa cũng được nha cô chú anh chị. Thì em xin nhắc lại nha, cách trung tâm Thạnh Hóa là khoảng 11 km ha. Khu công nghiệp Việt Phát 1800 hecta là khoảng 18 km, Đức Hòa là khoảng 37 km nha. Đối với cô chú khu vực Đức Hòa về thì rất là gần thôi, mình đi theo quốc lộ N2 đâu đó, mình coi trên Google mình chạy về xã Thượng Bình là ok ha. Còn cô chú anh chị ở khu vực Nguyễn Văn Linh á, thì mình có thể về theo quốc lộ 1A ha, về tới ngã ba Bình Ảnh á, đi vào lộ DT 818 nha cô chú anh chị, ra ngay chỗ chợ Tân Lập nha. Thì từ chợ Tân Lập đồ đó mình chạy về tầm khoảng 18 km nha. Đây là em bay con livecam dòng cái khu vực này để xem dân cư nha cô chú anh chị đó. Cái nhà kế bên có đường ra đó, mượn đường mình đi ha. Thì thật ra thì con đường đó khi sau khi cô chú anh chị muốn làm hàng rào á, thì chủ nhà bên đó sẽ trả lại cái con đường đó cho mình thôi. Đó, ranh thì có hẳn hồi rồi, không có gì, không có vấn đề gì hết nha cô chú anh chị. Đó, không có vấn đề tranh chấp gì xảy ra trên thửa đất này hết nha. Đó, ranh rắp đều có hẳn hồi hết rồi nha. Đó, đối diện qua luôn có một cái thửa đất cũng không biết của anh nào đó, anh kè ra anh đổ đất rồi nhìn thấy cũng siêu khủng luôn. Đây là cái trường học nè, cái trường học cấp 2 nè, nhìn thấy cái nóc trường học cấp 2 ha. Trên cao nhìn xuống khu vực này thấy trồng dừa cũng rất là tốt nè cô chú anh chị. Nó con sông rất là lớn luôn. Cái view của con sông này á, là hướng Tây Bắc nha cô chú anh chị. Cái nhà hướng nhà là quay về hướng Tây Bắc nha. Còn cái hướng con lộ là hướng Đông Bắc nha cô chú anh chị. Đây em sẽ bay con livecam khu vực sông này ha. Đó. Đây là cái trạm y tế nè cô chú anh chị. Trạm y tế là sát bên luôn ha. Gần sát bên luôn nha. Còn mé bên đây á, là ủy ban nhân dân nè cô chú anh chị. Còn trước màn hình của chú anh chị á, đây là em điều chuyển con livecam dòng qua trường học nè. Đó, đây là trường cấp 2 nè của chú anh chị.
Em xin nhắc lại nha, thì tổng diện tích là 1.846 m², đó là một cái căn nhà vườn ha, đó, cũng cao ráo cho cô chú anh chị. Thì giá bán chính chủ là 2.6 tỷ nha, 2.6 tỷ hết đất nha. Thì cô chú anh chị nào đang tìm một cái căn nhà vườn mà cần về view xong để sở hữu làm cái nơi nghỉ dưỡng cuối tuần về, thì mình mua sở hữu cái căn này là quá ok luôn nha. Diện tích cực kỳ rộng luôn, gần 2.000 m² nha cô chú anh chị, gần 2 công, có nhà sẵn luôn, có 495, có 395 m² nha, em xin lỗi, 395 m² là gần 400 m² á, mà chỉ có 2.6 tỷ thôi nha. Cô chú sở hữu ngay căn nhà để cuối tuần mình về coi như mình làm nơi nghỉ dưỡng đâu đó, làm đào ao nuôi cá đâu đó, quá tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Sài Gòn mình về chạy khoảng 1 giờ đồng hồ thôi đó. Cái view là quay về hướng sông ha, mình có thể làm bờ kè đồ ha. Mặt tiền rất khủng luôn, mặt tiền thì trên giấy tờ là mặt tiền view sông là được 38 m ha, nhưng mà em đo trên máy thì khoảng 49 m luôn đó. Lý do là em đo hơi trùm lộ giới một tí đó. Còn mà cái mặt lộ ở bên trong á, thì khoảng 48 m nha cô chú anh chị, đất rất là đẹp luôn đó. Rồi sở hữu ngay một cái căn nhà nhà vườn gồm có một số cây ăn trái đồ. Còn đây là cái kích thước của cái căn nhà em đo trên máy nè cô chú anh chị, em đo nó hơi sát lộ giới nha, cho nên nó hơi dư nha, mà em đo là khoảng 49 m nè, nó chạy vô là khoảng 47-48 m, nói chung là nó hơi lệch thôi. Nó mang tính chất tham khảo cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư để hình dung hiểu rõ được cái sản phẩm này để mình có quyết định đầu tư sở hữu hay không nha. View rất là đẹp cho cô chú anh chị. Một căn nhà vườn ha. Kế bên ở bên mé bên tay trái có một cái ao đó. Phía sau cô chú anh chị có thể đào một cái ao tương tự vậy, mình nuôi cá ha, lấy cá thiên nhiên. Mình làm cái đường nước thoát nước rồi đó. Mình đào cái ao mình dựng bờ lên ha. Là quá đẹp luôn ha. Đây là cái Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bình sát bên luôn. Cái hướng Tây Bắc này là hướng của con sông nha cô chú anh chị, hướng của căn nhà quay về hướng con sông. Còn cái hướng của con lộ là hướng Đông Bắc nha. Cô chú anh chị nào muốn điều chỉnh căn nhà thì căn nhà thì hướng nó đã là hướng Tây Bắc rồi, hoặc là mình có thể sửa chữa căn nhà này lại ha, theo cái hướng của cô chú anh chị mong muốn ha. Thì Sài Gòn đây là vị trí lô đất nè. Sài Gòn em thì có hai nơi, một nơi thì giáp ranh thị trấn Đức Hòa thì về gần hơn, Nguyễn Linh thì về thì xa hơn tí ha. Thì trước khi đi cô chú anh chị có thể alo anh em sẽ sắp xếp thời gian để đón cô chú anh chị ha, xem đất thực tế. Và những cái sản phẩm bất động sản bên em là đều là những sản phẩm chính chủ hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha cô chú anh chị. Thì đối với pháp lý của sản phẩm này thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng nha, mình có thể công chứng trong ngày trong tuần đều được hết nha. Thì hai bên giá cả thì thống nhất nhau, mình tiến hành công chứng luôn vẫn được như cô chú chị. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ với anh em. Anh em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho cô chú anh chị luôn nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú anh chị hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí nha. Khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ là người xem đầu tiên, sẽ có cơ hội sở hữu được những sản phẩm bất động sản đất đẹp và đất rẻ nha cô chú anh chị. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhiều sức khỏe và sở hữu thật là nhiều đất đẹp và đất rẻ giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị.